miền Nam ra đây, chứ nếu mà tu mà vì tiền tôi không theo đâu. Sư huynh ở tỉnh nào ra đây hả sư huynh? Ở tỉnh Long An, huyện Đức Hòa. À, nghe nói cũng tiếng cũng giống tỉnh tiếng Long An. Tại vì những người tu mà vì vật chất đó là tôi không bao giờ mà tôi đi từ miền Nam ra tới đây. Đúng. Tại vì tôi ngưỡng mộ, tôi thấy là chim mà bơm bớm mà bay lại gần người thầy á, thì tôi hoan nghênh, tôi nói thầy đắc đạo rồi. Nhưng mà tại chẳng qua thầy khiêm tốn thôi, thầy không tự nhận mình là gì hết thôi, là thầy khiêm tốn. Cái đó đạo đức của thầy chứ thôi, chứ theo như tôi, cái cảm giác của tôi soi thấy là thầy đã đắc đạo rồi, là gọi là Phật tại thế rồi. Nếu trên con đường đi ai mà ăn hiếp thầy hay chà đạp thầy là người đó lãnh tội đủ luôn á. Tôi đã thấy rồi, tôi mới đi đó. Đúng, chính vì cái cảm nhận của anh thấy về sư huynh thầy thành ra mới cảm quá được anh ha. Nhưng mà tôi thấy là sư có hào quang rồi, sư đã đạt tới thành tựu cảnh giới cao nhất rồi, cao hơn cái cõi của cực lạc A Di Đà. Sao mà sư huynh thấy được cái điều đó? Tại vì tôi nhìn vô cái chúng sanh ngưỡng mộ bái lại, rồi tôi nhìn vô cái bài chim á. Bài chim ở đâu hả sư huynh? Bài chim thì coi trong YouTube chứ tôi đâu có ở đây đâu biết. Bài chim sẽ xẻ bay vô người thầy á. Vậy là sư huynh là biết là cái bài chim nó là như thế nào không? Thì thấy chim trời mà sao bao nhiêu người đi ngoài cái đường. Đó là lúc đó là thả phóng sanh là ngay nơi chỗ sư Minh Tuệ đó sư huynh, chứ không phải là chim tự nhiên mà nó bay tới mà nó coi như mừng không phải là như vậy đâu sư huynh. Là có bơm bớm nữa, có bơm bớm đó, bơm cái, bớm và cái, trâu nữa phải không? Đúng rồi, tại thấy những cái điều đó thấy nó hay á. Ok, anh cứ thể hiện cái cách nhìn, cái quan điểm của anh. Anh còn mọi cái góc độ khán giả nhìn vào thì tùy mọi người. Đi vậy. Anh cứ đem cái đức tin của anh nhìn về sư Minh Tuệ và cảm nhận của anh thì tùy ha. Thì có giác ngộ, có niềm tin thì mới tu tinh tấn được. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Vậy là sư huynh giờ định đi với sư Minh Tuệ là mình nguyện đi suốt đời luôn hay là đi theo tùy duyên, đi cái chừng nào mình thích nghĩ là mình nghĩ? Lời hứa là thường khi người ta nói hứa là cái lời hứa khó nhất ở trên cái cõi đời này, đừng nên hứa gì với ai hết. Mình tới đâu hay tới đó, mà mình không hứa nhưng mà mình làm được thì người ta mới khen mình hay, chứ mình đừng có hứa trước. Nhưng mà đi chung với thầy ngày nào thì giữ giới ngày nãy. Là vẫn ăn một bữa. Ừ. Ngủ ngồi luôn. Ngủ ngồi. Ngủ ngồi là một cái pháp tu rất là khó. Thì ngủ ngồi giống như người ta ngồi thiền vậy đó. À, từ trước đến nay huynh đã ngồi thiền chưa? Ngồi kiết già ngồi thiền chưa? Không có ngồi kiết già, ngồi bán già thì ngồi được. Ngồi kiết già cái giò mình lớn tuổi bốn mấy năm mươi tuổi rồi, nó cứng cái giò là không có tréo được. Ngồi bán già ngồi bình thường thì được.